hai đứa cũng đi tìm bà Hoa hả? Chị cũng bị dính đó hả? Bà nói với tôi á là giang hồ đòi tiền bà. Hôm nay cho bà mượn, tôi thấy tội nghiệp tôi cho mượn. Mà bây giờ đi tới đâu cũng nghe bà nợ nần tùm lum hết trơn à. Bữa nay tôi phải đi tìm bà hỏi cho ra lẽ nè. Tức ghê vậy đó. Cứ lo comment món mới với lại khách hàng. Tối đóng cửa liền. Mai là phải tới. Thôi trễ sao. Ủa? Sao mọi người tập trung đi đâu quá vậy? Hả? Nè, mấy người có linh tính đúng không? Trời ơi, tôi đã trả tiền hết cho giang hồ rồi. Cho nên bây giờ mấy người tới đây chúc mừng tôi đúng không? Nhớ. Làm món mới, phải liền. Ủa cô? Hả? Con nghe nói chiều nay cô đi cọc đất về rồi hả? Sớm vậy? Mày vô việc tao đặt đất rồi nè. Mày vô đi làm món mới đi. Nhiều đâu có, con nghe nói trời, chiều thấy cô đếm tiền mặt quá trời, nó đi cọc đất mấy miếng luôn. Còn cái gì nó có duyên nữa không? Ai bị sợ ra đây trả tiền giang hồ. Đi vô. Chứ ai nói mà đi đặt đất. Đi vô. Ủa gì hả ta? Nhớ lầm hả ta? Bà nói với tôi bà trả tiền giang hồ mà bây giờ bà đi đặt cọc đất đây hả? Đúng vậy. Trời ơi, đưa tôi coi coi. Cái công ty này là chuyên môn lừa đảo nè. Nè, anh coi thử coi. Sao mọi người biết tôi đặt cọc tiền đất biết hết trơn hả? Nó mới nói đó. Nè. Trời đất ơi, đúng cái chỗ này rồi. Chuyên lừa đảo nè. Thôi tầm bậy, không có đâu. Tùng đã không có biết gì hết trơn, nó lừa đảo mình nào. Nè, có phải là nó nói với chị á, là nó chở chị đi coi đất gần lắm phải không? Thì đúng rồi, mình muốn coi đất. Nó kêu với bạn gì là tai nghe mắt thấy chứ. Không lẽ là nó phải chỉ đất cho mình chứ, nó chở chị là đúng rồi. Nhưng thật ra chở chị đi xa lắc xa lơ à. Đúng rồi đó, chuyện này cũng nghe nói nữa đó. Chưa hết, nó còn giả bộ mướn người làm khách hàng á, để tới đặt cọc. Để chi? Thao túng tâm lý chị đó. Đúng rồi. Tôi ngu lắm sao thao túng. Người ta có người ta tới đặt cọc, nhưng mà bữa nay đặt cọc trễ cho nên là chưa đặt cọc, nhưng thật ra tôi sẽ đặt cọc. Cái chuyện này á, thời sự đăng tin quá trời luôn, chị không tin á thì lên mạng thật cái là ra ngay. Người ta giả bộ đặt cọc để dụ chị mua thôi. Đúng. Thôi, mua đi. Sao mấy người có lòng tin vậy? Thôi chị đừng có nói nữa mà. Trời ơi, chuyện vỡ lỡ đã tùm lum. Mọi người ai cũng biết, chỉ có một mình chị là không biết thôi đó. Đầu tư là phải có kiến thức. Không có kiến thức á hả? Sẽ mất trắng luôn đó. Đúng rồi. Thiệt vậy không? Ừ. Thiệt. Tôi có nghe nói có người khuyến cáo, người ta chỉ cho thấy luôn, nhưng mà không có tin. Tại sao? Chết là gì là có thiệt hả? Thiệt. Trời hên quá đi, tôi chưa kịp đặt cọc. Bữa nay mà tôi tới kịp rồi, tôi coi như tôi bị phá sản rồi. Người ta nói là mình giàu vì bạn. Trời ơi, bạn mà không nói là tôi như chết tôi rồi. Cảm ơn mọi người nha. Trời, mọi người tốt với tôi quá, hên quá. Thôi về hết đi. Tôi vô tôi làm mâm cung, tôi cúng ông bà. Thôi về hết đi. Chị sao về quá được. Về đi. Không gì quá. Chị nè cưng. Thế bạn nè, ai mà tôi bói thì à tay ra chi? Không có chị. Hả? Cái đường tiền nó nằm đây nè chị. Đường nợ đó chị. Đó đúng rồi. Đã chi giật được cho mấy người. Chuyển khoản nha. Không, có tiền mặt thì đưa đi. Biết rồi, đầu tư là phải có kiến thức. Mượn tiền người ta thì phải có ý thức trả. Bình tĩnh lại. Trời ơi, cái gì vậy? Nè, đó. Nè, thấy chưa? Tôi biết cái chồng này thấy rồi. Rủ rê chồng em. Mình đã kết của em mèo mã gà đồng với trái trẻ. Nghe chị bình nói. Tức quá. Bình chị. Đơn thư phụ em rồi. Thôi bình tĩnh. Bây giờ đây chị nói nè. Mấy ông á làm cái gì vậy hả? Tại sao để đi kéo rớt của bạn tôi mà đi làm cái chuyện bậy bạ? Mình có tuổi rồi, người ta cười cho nó. Tại sao chứ? Chị nói cái gì vậy? Ô, mà nè, đừng nói bậy bạ nha chị. Mấy chị thấy chưa? Trời ơi, hai ông này đã rủ rê crush của em. Đi mà mèo mã gà đâu đi tìm gái trẻ. Khóc nhưng mà con điên. Mấy chị ơi, em tức quá. Mấy chị, tự cho em. Sao? Có hiểu lầm gì ở đây không? Hiểu lầm gì? Ngày hôm nay á, chị em tôi nhất quyết không dung thứ cái hành động này. Đúng vậy đó. Để bảo vệ tình bạn của tụi tôi sẽ đưa các ông lên phường. Trời ơi,
Khoan chị, bình tĩnh lại, chị bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói. Chắc là hiểu lầm bạn tôi thôi. Hiểu lầm gì chứ, anh em đi đừng có nói nữa. Đừng có nói nữa, em ơi. Bình tĩnh. Anh đó, nhà có vợ đẹp con xinh. Vậy mà anh không chịu yên phận. Đi ra ngoài đi tìm. Chị ơi. Anh hiểu lầm đây. Không, chị là hiểu lầm rồi. Nãy giờ anh có cô gái đẹp gì đâu. Hiểu lầm gì chứ, chính mắt em đã nhìn thấy nè. Anh với hai cái ông này đó tụ tập lại với nhau rồi hả, nhìn vô cái điện thoại chỉ chỏ chỏ mà trên cái màn hình điện thoại đó. Trời ơi, mất quá chị ơi. Cũng là anh có hình thôi, có liên quan tới gái xinh. Chính mắt em nhìn thấy gái xinh mà. Nhưng mà của anh không có thích gái xinh. Thì cái gu của anh là gì? Gu của anh là thích bà già. Gu của anh là thích em. Ồ, đẹp không? Quá đẹp. Ừ. Đây, trời ơi. Bắt gì bắt cá không đường, không nói gì nữa. Cậu thiệt nhìn là biết là yêu liền luôn á. Ừ. Nhìn cho chịu hết nổi luôn. Đàn ông tụ tập, cử chỉ, hành động mờ ám vậy, chắc chắn là tìm gái đẹp mà thôi. Anh Tùng, ông Giáo, ông Minh, không biết sao chứ tôi là không thể để như vậy được. Không. Tôi sẽ không để yên đâu. Đang xấu tự nhiên biến thành đẹp trong nháy mắt, công nhận thiệt hay thiệt. Ôi công nghệ bây giờ mà không ép này cũng ép kia. Nhiều khi á, ở trên mạng và ngoài đời á, nó thật nghe nhan sắc một trời một vực luôn. Tự dưng thấy mất niềm tin với sắc đẹp ha. Thiệt mất niềm tin thiệt chứ. Đúng rồi, nói thật là tôi thích để tự nhiên hơn chứ như vậy là đẹp nó giả tạo quá. Ôi tôi thấy nó cũng hay hay nổi chứ. Thời buổi bây giờ công nghệ lớp trẻ nó có nhiều chiêu trò để làm trên mạng lắm. Còn anh em mình á thì cũng đã lớn tuổi rồi nên làm sao mà bị kịp lời tuổi trẻ chứ, đúng không? Đúng. Tụi mình là thua. Đẹp thì có đẹp á, nhưng mà thôi không hàm. Đúng, mình phải để tự nhiên.